Cục Quân lực đã tham mưu đề xuất Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu ban hành công điện hướng dẫn chi tiết về công tác giao nhận quân năm 2022. Theo đó, các trường hợp từng là F0, F1 sau khi xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR có kết quả âm tính thì vẫn lên đường nhập ngũ theo kế hoạch. Theo Cục Quân lực, năm 2022 có hai điểm mới đáng chú ý trong công tác xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ và tạm hoãn gọi nhập ngũ. Đó là khi thực hiện khám phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với người đã mắc và mắc COVID-19, Hội đồng khám sức khỏe phải xem xét đánh giá cụ thể về thời gian khỏi bệnh, mức độ ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, khả năng phục hồi để xem xét đánh giá phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm chính xác, công bằng. Khi xét duyệt về tiêu chuẩn tạm hoãn gọi nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, cấp huyện chú ý đến đối tượng quy định tại điểm B khoản 1 điều 41 đối với những công dân có gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai dịch COVID-19. Nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung, các tỉnh phía Nam. Các trường hợp từng là F0, F1 sau khi xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR có kết quả âm tính thì vẫn lên đường nhập ngũ theo kế hoạch. Đối với người đang là F0, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR có kết quả dương tính sẽ được giữ lại ở địa phương. Sau khi theo dõi điều trị ổn định, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự kết luận đủ điều kiện nhập ngũ sẽ thực hiện nhập ngũ theo quy định. Trường hợp xác định không đủ điều kiện nhập ngũ thì tiến hành bù đổi trong khoảng 14 ngày tính từ ngày giao nhận quân. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân của các địa phương trong cả nước sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 2. Đến nay, các tỉnh thành đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Các đơn vị nhận quân sẽ vận chuyển chiến sĩ mới thẳng từ nơi giao nhận quân về đơn vị, hạn chế tối đa việc dừng đỗ dọc đường, phương tiện vận chuyển đảm bảo thông thoáng an toàn trong phòng chống dịch. Khi đến nơi, đơn vị tiếp tục theo dõi sức khỏe, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thanh niên nhập ngũ khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Các đơn vị không tổ chức văn nghệ, hội trại hoặc các hoạt động tập trung đông người trước lễ giao nhận quân, phối hợp với địa phương tăng cường tuyên truyền vận động, hạn chế thấp nhất người thân đưa tiễn công dân nhập ngũ và chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch.